tạo cái u não hay là xong rồi từ từ vô xong cho nên mình đã tập được cái này u não liều và cao xin em tập bốn đây là cái u mà não học cái này là gì cả học cái này cũng vậy còn cái sai còn học cái này là tăng cái cả và bây giờ ngoài cái này còn nhiều cái khác nữa à gì cả hay là u não đau ở mũi cả các bạn ấy có đi thì có và đi thì chỉ cần để họ lên và chỉ làm những cái sự mình nói như vậy của bạn từ từ đây mình làm các bạn phải làm cái đó quan trọng hơn đây các bạn trao đổi về vấn đề gì nữa không? À, tâm này các bạn có thể xin đi đầu, xong thì ở cho cái phần đại tư xin đi để các bạn hình dẫn mình nhớ là cái nào là mùa cao thì cả cái nhiều một lần không thì chỉ cần đi hơn và con số nào thì nhớ cũng là cạnh đó thì là cái dữ liệu nào thứ tư là các tiếng Anh qua các cái sản phẩm rồi còn các loại tổ tương không tương tương mình hay đọc được ta điểm nào hay đọc u não không cái này thì xếp từ cái điểm dễ tương hay gặp nhất rồi ta điểm vào u não ở u não chỉ tùy từng điểm mà tùy từng điểm chuyên về tương tương các từng điểm chuyên về cái cầu quỳ các từng điểm cái điểm nào các người sắp xếp không từng biết là sẽ như vậy tất cả hỏi những cái này có thể chúng ta nhìn mình có bạn có trao đổi điện thoại này là có mail được bạn có mặt mail được bạn tôi là cứ dvcr cầm vô chúng con dvcr được cái chỗ này vậy thì buổi sau còn hai buổi các bạn muốn học cái gì chương trình này là nó mở dài luôn này cũng buồn lắm rồi học buổi sau cần gì cần sẽ đi thêm cần cũng đi đăng Squat.